Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái IP cho cái máy in Xprinter T80A này để các bạn có thể kết nối được với nhiều cái ứng dụng trên điện thoại để các bạn có thể in cái hóa đơn bán hàng cho điện thoại nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in Xprinter T80A. Cái máy này là cái máy USB LAN nha các bạn. LAN có nghĩa là các bạn cần phải cắm dây mạng vào để các bạn mới có thể kết nối được cái wifi để điện thoại của bạn mới in được nha các bạn. Thì bên mình có hai dòng, một dòng LAN và một dòng wifi. Dòng này dòng LAN các bạn các bạn phải kết nối dây cáp mạng vào, còn dòng wifi thì các bạn không có cần kết nối dây cáp mạng, các bạn chỉ cần gắm gắm điện vào, gắm sạc vào và các bạn in thôi. Đó, những bạn nào muốn mua máy wifi thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha. Mình có để đường link ở bên dưới phần miêu tả. Thì đây là cái máy in LAN, một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái IP cho cái máy in này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là bỏ giấy vào nha. Thì ở bên hông là các bạn, nó có một cái cần gạt nè, các bạn gạt nó xuống. Đó là cái khe giấy, nó sẽ nắp khe giấy nó sẽ bật lên ha. Đây là cái tờ giấy in test bên mình thôi các bạn. Máy nào bên mình cũng test trước khi gửi cho khách hàng ha. Một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn in tờ giấy in test đó ra nha. Rồi bây giờ cái cuộn giấy, lấy cuộn giấy nè, các bạn để cái tờ giấy nó hướng về phía mình nha, rồi các bạn bỏ vào nha. Rồi các bạn đậy cái nắp lại nè, rồi các bạn xé bỏ cái miếng thừa này đi ha. Rồi các bạn bấm nút nguồn chỗ này ha, ở đây nó có một cái nút nguồn nè, các bạn bấm nút nguồn là đèn nó sẽ sáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test để các bạn biết được cái máy của bạn hoạt động hay là bị lỗi hay như thế nào không nha. Rồi các bạn bấm tắt ha, rồi các bạn bấm hai nút cùng lúc nè, đèn đỏ nó chớp, các bạn buông ra. Rồi buông ra, nó sẽ in ra tờ giấy in test nè. Cái máy này là in khổ giấy 80mm nha các bạn. Đó, và đồng thời á, là khi các bạn in ra nó sẽ cắt giấy tự động cho các bạn luôn nè. Đó, cắt giấy luôn ha. Rồi thì khi mà các bạn mua máy á, thì nó sẽ đi kèm theo á, một cái bộ á, là sẽ đi kèm theo một cái bộ á, là một máy in nè, một sạc nè, rồi một dây cáp nè, cáp nguồn, một cái dây cáp USB nè, rồi một cuộn giấy và một cái thanh ngang này để chỗ này là các bạn để treo cuộn giấy lên ha. Thì cái máy này là cái máy in nhiệt, các bạn không cần phải bơm mực hay như thế nào hết nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và cài đặt cái IP cho cái máy in này và sử dụng cái điện thoại để in cái hóa đơn bán hàng luôn nha. Đó, in trên điện thoại thì các bạn kết nối không dây, kết nối qua wifi để các bạn in nha. Ok, thì các bạn lấy cọng cáp USB nè, đi kèm theo máy á. Rồi các bạn một đầu tròn nè, các bạn cắm vào cái máy in. Một đầu dẹp này các bạn cắm vào máy tính nha, để các bạn cài đặt nha. Đây, đây là gắm dây nguồn nè các bạn. Còn đây là gắm dây LAN nha. Một xíu nữa mình sẽ gắm dây mạng vào nha. Rồi, các bạn cắm vào cái đầu này ha, để các bạn cài đặt nha. Một lát mình cài đặt xong mình sẽ rút ra nha. Rồi, con này gắm dây nguồn điện. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái dây cáp USB với cái máy tính rồi á, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái IP cho cái máy in này như thế nào ha. Rồi thì các bạn tải cái phần mềm này về nè, các bạn liếc phải vào nè, các bạn chọn exact ha, giải nén nó ra nha. Rồi các bạn được một cái file như thế này ha. Rồi các bạn liếc vào, rồi các bạn double click vào. Rồi các bạn chạy cái file này win test nè, các bạn lướt phải vào, các bạn run lên. Rồi yes. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test thử cái kết nối của máy in nha, các bạn bấm in nè. Đó, các bạn bấm in là đó, máy sẽ in ra xíu là mình biết nó đã kết nối được nha. Đó, ở đồng thời ở đây nó cũng báo là send data success nè. Rồi ok, bấm advanced ha các bạn, chỗ này nè. Rồi bấm set net chỗ này ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem cái địa chỉ IP ở nhà của các bạn để các bạn biết được cái lớp mạng có cái wifi của mình là lớp mạng bao nhiêu để các bạn có thể cài đặt cho chính xác, máy nó mới hoạt động được, các bạn cài sai là máy nó không hoạt động được nha. Ok, thì trên điện thoại nè các bạn. Rồi trên điện thoại các bạn vào cái chỗ cái mục wifi ha, các bạn vào cái mục wifi, cái tên wifi của các bạn, cái tên wifi đang kết nối nè. Rồi các bạn vào chữ Y nè. Đó, rồi các bạn kéo xuống dưới nè, các bạn sẽ thấy cái địa chỉ IP nè, ở đây nè, nó có địa chỉ IP nè các bạn. Đó, các bạn xem,
lưu ý ba cái dòng này cho mình ha. Thì ở trên cái điện thoại Android thì nó cũng vậy các bạn click vào cái tên wifi thì nó cũng sẽ hiện ra được cái những cái địa chỉ IP này cho các bạn xem. Nhưng mà các bạn lưu ý ở đây nè, cái bộ định tuyến nè, cái dòng cuối cùng nè của các bạn 192.168.1.1 nè, cái dòng này các bạn lát nữa các bạn sẽ nhập y chang và mặt nạ mạng con 255.255.255.0 các bạn cũng nhập y chang. Nhưng cái dòng địa chỉ IP này nè các bạn không được nhập giống với cái điện thoại nha. Nếu mà các bạn nhập giống đó, thì nó sẽ báo trùng. Đó, địa chỉ IP nè, nó tương tự như là địa chỉ nhà của các bạn vậy, không được trùng. Ok, thì bây giờ mình sẽ để ý ba cái dấu chấm đầu là 192.168.1 nè, rồi cho tới dấu chấm cuối cùng là cái mình sẽ thay đổi nó thành 250 nha các bạn. Đó, 192.168.1, các bạn chỉ lấy ba cái ô đầu thôi, bạn tới số 1, số sau á là các bạn thay đổi, ba cái trước là các bạn để giống, 192.168.1 là các bạn để giống, còn số sau á các bạn thay đổi nha. Rồi mình ví dụ ở đây nè, của mình là 192.168.1 đúng không? Nè, IP address nè các bạn, IP address có nghĩa là địa chỉ IP á. Đó, 192.168, ở đây mình sửa lại nè, .1 mà mình xóa đi ha. Rồi, mình để lại là 250 cho mình. Rồi, ok. Dưới đây là 255.255 nè, để giống nè. 192.168 là .1, sửa lại nè. .1.1 ha các bạn ha. Rồi, ok, mình thấy 192.168.1.1 255.255 đúng không? Rồi, ok. Đây là mình đã sửa rồi nè, cái cuối nè. Rồi, ok, đã sửa rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bấm thiết lập. Mình bấm đây ha. Để cái máy nó thiết lập ha. Đó, thiết lập nó kêu cái beep. Đó là nó sẽ thành công. Đèn đỏ đây nó chớp nó tắt là xong. Ha. Rất là dễ dàng. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in tờ giấy in test ra để xem cái máy in nó đã nhận được cái IP chưa nha. Rồi, bây giờ mình tắt ha. Mình cũng bấm như nãy, bấm hai cái nút. Rồi, chớp cái buông ra ha. Rồi, cắt giấy cho mình luôn. Các bạn xem ở đây nè, địa chỉ nãy mình thiết lập nào, 192.168.1.250 nè, 255.255.0 nè, 192.168.1.1 nè, thấy các bạn thấy không, y chang như nãy mình cài đặt đúng không. Ok, bây giờ mình sẽ rút cái dây cáp này ra nha. Rồi, mình sẽ rút cái dây cáp này ra. Bây giờ mình sẽ lấy cái cọng dây mạng mình gắm vào nha các bạn. Đây là cọng dây mạng LAN nha các bạn. Các bạn, cái cọng dây mạng này các bạn phải kéo từ cái modem của các bạn xuống tới cái máy in nha. Đó, kết nối từ cái modem wifi tới cái máy in. Đó thì các bạn mới in được nha. Còn cái máy wifi á thì các bạn chỉ cần cài đặt như nãy mình là xong rồi. Cái máy in nó sẽ tự động kết nối với cái wifi của các bạn mà các bạn bấm điện cắm điện rồi các bạn in thôi. Tại vì nó kết nối wifi mà đâu cần phải cắm dây. Đây các bạn thấy cái đèn sáng không? Đó các bạn gắm vào chỗ cái đèn sáng nè. Đó, gắm vào nó sẽ cháy thêm một cái đèn nữa kế bên nè, thấy không? Đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ in test thử nha. Cái địa chỉ của mình là nãy là 192.168.1.250 đúng không? Ok các bạn, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần mềm miễn phí để mình in test thử nha. Rồi, bây giờ mình vào cài đặt nè. Rồi, mình nhập cái địa chỉ IP nè. Rồi, 192.168.1 nè các bạn, .250 ha. Ok. Thì cái máy in dây LAN đó các bạn thì được cái nó ổn định hơn là cái wifi. Đó, nhưng mà các bạn dây các bạn đi xa quá thì nó cũng yếu rồi các bạn. Đó, wifi thì các bạn để gần khoảng 10m, 20m, 30m, 40m thì nó vẫn bình thường nha các bạn. Rồi, ok. Đây, bây giờ các bạn sell lại nè. Rồi, các bạn vào tính tiền nè. In thử ha. Đó. In nè các bạn. Đây, cái view nè các bạn ha. In mực rất là đẹp và đậm luôn nha. Máy phủ giấy 80 rất là to nha. In cái nữa nè, in rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó. Rồi, ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, mình có để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link để các bạn mua hàng được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.